Chào các bác, chào anh chị em cùng cô chú anh chị nha. Đây là đang hôm nay mùng 10 tháng Chạp, à mà mùng 10 tháng Giêng. Sau Tết rồi, hết Tết rồi. Phiên chợ có thể nói là khai xuân đầu tiên của chợ Vạn Phúc. Mùng năm vừa rồi thì chẳng không ai ra đây đâu. Thì cây cối nó còn lìu tìu lắm. Mỗi tí đấy thôi. Giờ kia cây gỗ kia bày từ trước Tết giờ bây giờ vẫn bày. Đấy thì xem có cái cây gì quay cho bác xem. Cây của Hiếu. À kia có một cây có cây lá móng nhìn xa xa này. Đấy, nó nghe chúng tôi vừa xem rồi nó không có gì. Quay lại không khí thì các bác nha. Chúc mừng năm mới, chúc một năm thuận buồm xuôi gió các bác nhá. Làm ăn thành công. Đấy, cả hàng hoa cũng rất là ít. Và trời cũng lại mưa các bạn, rất là mưa. Đang rất là mưa xuân. Cây của anh Việt. Việt mà hay ngồi chung với Hiếu. Đây là hai bà chùm ở trên Hoàng Hoa Thám thôi, xuống đây luộc cây để lên để bán đây. Thảo Su Cù với lại gì quên mất tên rồi. Thảo Hoa. Hai bà tên gần gà ná nhau bán cây nhiều nhất trên Hoàng Hoa Thám đây. Thì toàn xuống đây luộc, đi rất sớm các bạn. Xem cái sung của anh Việt. Rất người đẹp. Đầu năm đã giao lưu dịch cái gì chưa? Đấy, giao dịch năm ngoái là cho anh. Mày mình anh nhiều cây nhất đấy nhỉ? Vài cây rồi. Đã ra đi được cái gì chưa? Chưa, vừa mới ra luôn. Mưa ướt quá nhỉ. Mấy ông nào? À vơi à? Mưa rồi, vơi. Ngã cái hoa mà chẳng bán được. Ngã hổ thằng kia bán đâu? Sung túc à. Năm mới mà cho hỏi cái gì đấy? Hỏi cái gì đấy? Sung. À sung à? Sung lấy bao tiền này? Sung sướng vào 700.000 người này. 300 cả lửa bây giờ. À thế à? Cứ là cưa đồi à. Thế bây giờ phải là 14 thành 7 là vừa. Cho nhấc người lên. Đấy. Xem vời nào. Cứ giao lịch đi. Để ra xem vời cái này. Úi giời. Nhanh quá. Còn cây tàu. Chào năm mới anh nhá. Này. À, năm sớm may mắn dạ. Buồn xuôi gió này chẳng biết cái gì cả cái gì này mai mai nhưng mà hình đuối đuối nay mai đấy si tàu đây si nghệ thuật đây đấy đỉnh quá hai đầu nậu ở trên Hoàng Hoa Thám một thuốc viện rồi này nghệ thuật ghê nhỉ anh nhỉ bao tiền cái này với anh 8 triệu trái hay hoa chả biết nhưng mà đẹp sắm trái hay sắm hoa sắm trái đi cho là sắm trái đi đọc đấy bò đằng sau còn đẹp hơn trước đấy bò phát ra đây này bò phát ra đây đấy vượt lên lại ngóc lên vượt lên chính mình kinh điển đấy. Đấy mà vẫn xanh tốt nha rơi dưới à cái gì chứ sam trái sam núi mai chứa thủy cái này cái ngọn này thì hay tiền là được 8 triệu cái này à? Sang trái đắt mà đấy hỏi ông chủ đấy đấy đang hỏi cái này này anh vơi đây là gì đấy cầm tay hàng cầm tay
đấy, nghệ thuật đấy. Đấy, đấy mà thay cái chậu chấm hết nha. Thay cái chậu đẹp. Thay thay chậu ông trồng nổi lên, trồng cao đất lên cho bằng miệng chậu là được. Có thể tính phương án thay cái khay. Em mua cái đèn này sau này nó thay cái này. 2 năm như thế rồi. Anh à? Hả? Ờ, lâu. Đấy. Hỏi giá cây đấy đi. Cây đấy mua nuôi anh được như đấy. Cái này cũng bao nhiêu năm rồi anh? Mình cũng có, mình mua người ta, mình cũng có. Nuôi này thì mình biết là biết cái gì. Hay mai chú thủy. Mai chú thủy á? À? Ừ. Mai chú thủy đấy. Nhìn cây biết gì. Mai chú thủy cây này thì khủng rồi. Tôi cái ngọn này để cắt đi nhỉ, phí nhỉ, để cho thành ngọn này nhỏ này. Đó. Nhưng mà một côn, và cái này lại to như thế này là đấy, xấu. Đấy, chứ to đùng ấy chứ gì không cắt à. Cắt nó. Đấy, đẹp chưa? Cắt dần nó. Sao rồi? Đấy. Vời ca ca. Xi này là bao nhiêu tiền anh vời? Tay chuột đấy, chiều 8. Tay chó. Đấy. Cái này làm về sau này đẹp đấy. Ừ, nó về mình vui dần. Thế mình về cho nó vui. Bày ra anh. Bày ra rồi cho nó xôm như vậy. Giờ có người thương này là đấy. Nhất bánh trái là hết tiền rồi, giờ có người thương này. Xem nào. Gập xuống như nào đây? Này nó ốm rồi. À, bò vào đây nghệ thuật phết này này các bạn này. Bò vào đây. Bò như thú ếch cười như này, nó nuôi cái mai như này không đơn giản đâu, phải đâu. Cái này mình không bán đâu, mang đi ấy đâu, không bán đâu. Mang đi chợ Xuân cho nó có cây đẹp thôi. Nó về chơi mà. Nghe nuôi một thời gian nữa được các bạn. Nuôi cái mai mà. Được. Bao giờ như thế cây mai chuột khá là phong tranh, những cái dòng tay chuột khá là phong tranh. Đây này. Thấy cái chất liệu của nó bám vào đây. Đều bám vào đây khá là ok. Đấy. Còn tính là có thể làm giật xuống thật nhiều nước nữa. Giật xuống đây, giật xuống đây, giật xuống đây, giật xuống đây, tăng nhiều cấp nữa. Trên mẹ là ok đây. Lúc thì mưa thích thì mang đi bài, còn lúc thì lại đi là có người muốn mua thì sẽ không bán nữa. Đúng. Cây mà tâm đắc thì không muốn bán. Lòng lưng chưa? Thế là có ra đi cho không bà ơi. Khó mua lắm. Bán thì đắt nhất trên ý rồi. Mua. Ồ mẹ mưa to. Mưa xuân mát cây quá. Ôi toan rồi, toan rồi. Mưa mưa. Không đỡ được rồi. Đấy. Tết nhất mang sung này đi ra là dễ bán lắm. Để vào cái ô cái đã. Mưa cái sung mưa quá. À, lực bê xuống tưởng này ông mua. Đầu trần đấy. Đại gia đầu trần đấy. Đứng mãi không ướt đầu. Mình đứng tí lại ướt hết. Người ta đó. Ừ. Đấy. Chung là này ít cây lắm. Hôm nay thấy anh nhấc xuống tưởng là lâu lưu cho béo. Nhìn con này đầm sướng nhỉ anh nhỉ. Quả thiệt. Tía đây, tía đây. Đẹp. Diều riết lên thích nhỉ. Đầu xuân là cây này bao nhiêu đây anh? 4 triệu rưỡi. Đấy. Rước sung, rước lộc về nhà đây. Đầu xuân năm mới. Đấy. Mùa sung của anh Lực. Đấy. Đẹp. Này, cả chợ có mỗi cây sung này đẹp. Đấy, quả tía đây này. Lòng siêu nhiều quả. Đây là
Đây là toàn rong quả với đấy. Rong sắp được ra đây. Rong là rong nhiều quả, lúc nào có quả. Quả quanh năm. Hết lứa này lứa khác. Tứ thời. Đúng rồi, tứ thời. Đầm chưa? Đầu năm người ta hay đi mua sung lộc vừng, những cây sung túc lộc vừng mua lên may thôi, chứ còn anh em chơi cây thì cây gì đẹp mà cũng hết. Rất hay, sung rất hay, đúng chất sung, rất đầm rất khỏe. Nghệ thuật của vời đây. Bé bé này của ông nào đây anh nhỉ? À, ông. Bé này nó bị cháy tiếc quá nhỉ? Bị cháy. Màu bé. Hùng Quang Khánh này. Hay là Hùng nào đấy? Bé quá đâm mà mình chẳng muốn gộp là nhiều, cầm đầm tí xíu nuôi dễ. Ngày xưa là hạ cái cổ xuống đây. Điền đấy, Nam Điền đấy. Á bị dẹp tí thôi, chẳng sao, rất khỏe. Quê như này là không trồi, nhưng mà Điền vẫn cứ đi rồi. Đấy, Nam Điền. Cái ang này, cũ cũ này trồng tốt lắm, mát. À, nhẹ, mỏng nhẹ. Tí nữa gặp thì hỏi giá bao nhiêu, chả biết bao nhiêu. Này về bệ dễ làm lại, cho nó để sau này nó lên cho nó mịn luôn.